cá giờ cũng vàng rồi nè, cũng dần 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 rồi đó. Tính sáng giờ có nhậu đâu không? Không, đúng là 5 đô rồi. Đồ vô bút xong rồi mới tính đi giao cho bà mà. Rồi, giờ để người đẹp mang mọi ra mọi người. Mà đu bu quá thôi. Đó. Ngồi nhậu luôn vậy? Thì khuya một số nơi á, và mình vào nhà ông anh chơi nha mọi người. Mình đi giờ mình sẽ review một số nơi để cho mọi người xem nha. Đây cũng đi tham quan tới trong này nha mọi người. Bắt đầu ra quốc lộ 20 mọi người. Đây thì bưu điện của Quỳ Đình Quán nha mọi người. Chào. Đây là khu vực chợ đêm của Đình Quán hôm nay nha mọi người. Bây giờ thì cũng gần 6 giờ, mọi người cũng đang bà con đang vô ăn đồ rồi, dần dần đi bán vô đêm mọi người. Rồi mẹ qua đây luôn đi tài xế ơi. Nói chung là cũng không có hiểu về lịch sử nhiều về vấn đề đá này, nhưng mà cũng rất là lâu rồi mọi người. Bên gần trổ, bên chưa trổ luôn ha. À,
bên đây thì đậu chính nè mọi người. Còn bên đây thì cánh này thì trổ mà cũng nhiều rồi, còn một số thì chưa trổ nữa. Lạ quá chứ. Đây là đường trong vô nhà người anh bạn nha mọi người. Đây bên Lũ Nhất Tây. Ủa đi đâu anh? Để ông anh đây nè. À, ông anh mới chạy qua mọi người. Ủa anh chưa đi hả? Đi lên luôn. Tối vô nhà của anh bạn nè mọi người. Anh đang nằm đây nè. Anh mới công chuyện đâu rồi? Tới nơi rồi. Tới nhà ông anh bạn mọi người. Rồi ông anh đang mua đá về. Hôm nay vô rủ anh nhậu cũng đem cá lóc kiến. Đi ra quay hồ cá. Ờ hồ cá đâu? Rồi. Không hả? Rồi cá lóc ở trên. Bự không? Nhỏ à. Lên không? Ồ, nuôi dữ ha. Một ngày á thấy rõ một đêm. Ờ. Cũng lên dữ ha. Anh mua bao nhiêu con? Này bắt cái ruộng nước cạn á. Dạ hả? Cái đâu có mua. Bây giờ Hùng mồi cá lau kiến chiên sở nha mọi người. Thì ông làm bên thờ bạc đó mọi người. Nên là phòng làm việc ở đây. Mình vô không mua gì mọi người, sáng mình có đi chợ không, mình mua ít cá lóc kiến á, về mình ướp sợ ướp cái chiên mọi người. Ủa đây ông anh này cũng mới vừa lên đó mọi người. Cái đó là giờ để tới chừng mà chiên ăn cũng hơi lâu à. Cá giờ cũng vàng rồi mọi người, cũng dần rồi đó. Thì cá lau kiến thì cũng ra được khi xong dĩa mọi người. Còn đây thì đang chiên thêm, thì giờ cũng có thêm cái gì đây, mực xào dưa hả? À, rất là tốt ha. Giờ bắt đầu anh em lên đạm đạo rồi mọi người. Còn cá chiên thì chưa có đưa lên, giờ làm lấy ra trước này mọi người. Thì ông anh bạn cũng kế bên nhà, còn ông chủ nhà đây nè mọi người. Ông chủ nhà đây nè. Giờ mấy anh khui coi sao, chứ em là khui là được 10.000 rồi nè mọi người. Cái đầu tiên được 10.000 ăn được không? Ơi 20. Ồ, hay vậy ta. Anh được 20 hả? Em được 10.000. Này của ông anh nè. Ông được 2. Mình được 10.000, ông anh được 20. Bia này bia Việt mọi người. Thùng được 30 rồi đó, thấy ngon rồi ha. Mời mọi người nha. Ôi, mời cả nhà. Đã quá. Anh Tấn sáng giờ có nhậu đâu không? Không, ăn đồ rồi. Đồ vô bút xong rồi mới tính đi giao cho bả mà. Rồi, giờ để người đẹp mang mồi ra đó mọi người. Mà đu bu quá thôi. Đó. Ngồi nhậu luôn vậy? Đây, cá lóc kiến chiên mọi người. Ở anh Vĩnh. Tay sạch nha. Không có giờ đừng có sợ. À, anh Tuấn ơi. Đây gấp cho bà xã nè.
khô 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 đô 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 lại cái này cây đúng không? Cây này quay đó cây này đó. Phần của mình chén mình đâu rồi ta? Mời mọi người nghe. Dùng cái đó lát cho mấy người ấy đâu. Xếp bớt. Ngon ghê luôn rồi. Anh Vinh ha, ăn ngon cực kỳ luôn. Ăn nó bùi. Nè mọi người, bà xã đang làm cho mình miếng nè. Thịt gà đâu đâu lại cái này đâu? Đúng rồi. Thịt gà là cái lóc đâu đâu không lại. Cực kỳ luôn mọi người. Lại luôn. Dài lắm. Cực kỳ luôn. Thế sao mọi người quay cái cảnh này bắt nó lên thế? Cái này nó kính bắt đầu. Ngon thiệt luôn á. Dài hơn thịt cái lóc. Đúng rồi. Tiếp tục mấy anh em mình khui bia coi có trúng thưởng nữa không nha. Giờ anh Tấn trước phải không? Rồi, ok. Rồi đi bụi. Đi bụi. Anh Vĩnh sao rồi? Không được, một cái. À cũng đi bụi luôn hả? Thôi giờ tới em. Đi bụi. Bà là. Rồi đi bụi luôn. Ba người đi bụi hết. Rồi vô lon. Rồi vô đi. Rồi vô mọi người ơi. Ôi, em chưa rót nữa. Rót thì rượu đúng không? Gió kì. Chết rồi. Bia mà làm đổ. Uống đó lát phải đợi. Bởi bia làm đổ vậy rồi. Thua à. Thùng. Rồi, 1, 2, 3, vô. Giờ chưa giúp cho lớn hả? Tại vì anh biết chưa có thằng men hậu thể á. Chút tí xíu nữa la lớn lắm. Là thợ nấu của Sài Gòn vậy mọi người. Mai chắc đi mua cũng sách về nấu vậy. Nghĩ sao mực sao đặc nhách. Chứ nói mấy anh đi lo làm công việc không chứ mấy anh cũng ít nấu ăn nữa cũng không có sành lắm mọi người. Có cái món mà cá lóc kiến này xào bà xã ướp ngon cực kỳ đúng rồi. Thì giờ cũng có ngoan tới nè mọi người. Thì cái chuyện đó thì để nó rồi. Đó bình thường. Thì bữa nào đó em ấy em rảnh thì em chạy xuống đó em coi thế nào rồi em nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ cho nó con bé đó. Là bên cái gì YouTube bên chiều mai thì mọi người đây cũng có ông anh cũng lên chơi là thầy cũng có một đứa cháu á mọi người thì cũng đang bị giật ung thư máu mà gia đình cũng hơi khó khăn á thì sắp đến thì mình cũng quay cho mọi người xem mà ủng hộ được cháu gì giúp cháu nha mọi người. Mạnh Quân gọi Mạnh Quân là để gọi cháu bây giờ gia đình khó khăn tại gia đình không có khả năng mà kêu gọi để có giúp gì giúp không mà đưa cháu về thì xong thôi. Dạ rồi. Mà hãy kêu gọi lên Cẩm Thành mà nó không lên. Gia đình cũng chửi, kêu hãy uống sao không thành gì đây mà xong hết. Nhưng mà giờ cái gì cũng nhờ anh. Rồi anh. Để anh giúp đỡ cho em bút nó. Dạ. Là như vậy để nó thành nó có. Nhờ cộng đồng mạng hen. Mạnh Thường Quân rồi hỗ trợ giúp cháu nó. Bây giờ hãy phải vì nó mà tức thì nó nhà nó mạnh khỏe mà giờ vô hết càng ngày càng suy giống như anh cái cây trậu á nó chết cái dần là cây trậu chết luôn thì bây giờ mình thứ nhất là mình cứ thôi bây giờ biết cháu nó đang như vậy đi rồi bây giờ mình cái tốt nhất á là tại vì tiền chi phí rất là nhiều thì bây giờ giống như giờ em cũng kêu gọi Mạnh Thường Quân với mọi người thôi thì hỗ trợ giống như còn nước còn tát đi. Đúng rồi. Thì bây giờ còn nước còn tát. Còn khi nào bác sĩ kêu mà thôi. Như vậy cho ăn uống gì đi rồi đấy. Rồi anh. Cháu nó bị anh hai thôi anh em cũng ngại cái đó. Để anh xuống anh nói chuyện với thằng. Rồi anh. Đó là để cho cháu nó mình không phải là gia đình có căn mình kêu gọi. Thì bây giờ cứu cháu nó qua được ngày nào trong bây giờ 6 tháng sống được tháng nào hay tháng đó. Đúng rồi, thì bây giờ em nói anh là bây giờ thứ nhất là hôm nay nói chuyện vấn đề này thôi thì anh em cũng ghi nhận vấn đề đó là để sắp tới á
thì em sẽ đến trực tiếp á, thì đúng đúng rồi, em sẽ quay cho mọi người cộng đồng mạng với người cần Mạnh Thường Quân á, thì sẽ xem đúng thực tế đúng như vậy, rồi xong rồi em nhà em sẽ kêu gọi. Rồi lại nữa là thì em á, thì em cũng nói trước anh cũng đừng buồn, là em á thì thứ nhất là em không cho số tài khoản của em mà số điện thoại, và lại là em sẽ cho số điện thoại của cái người ba, người mẹ của bệnh nhân. Đúng rồi, và số tài khoản đó. Số tài khoản của người cha của người mẹ bệnh nhân. Đúng rồi, người ta có lòng hảo tâm gì người ta gửi gì đó. Rồi thẳng đó, chứ còn em là em không nhận qua, em nói trước là em sẽ kêu gọi. Đúng rồi. Mọi người vậy, chứ thực tế là em sẽ không nhận qua, tại em tránh trường hợp là nhiều khi phải kê ra này nọ nên là đúng rồi, nên là em sẽ đưa thẳng về vấn đề là giống như số điện thoại của người cha bệnh nhân và số tài khoản đó, mọi người ủng hộ giúp đỡ nào thì mọi người giúp hen. Rồi nó vừa ung thư máu, rồi vừa bị hãy ung thư tủy, rồi hãy bây giờ xét nghiệm ra là bị cái máu bị nấm, trong máu bị nấm luôn. Trong máu bị nấm luôn, chắc 50-50 quá. Thì đó, 50-50 đó. Thì nói chung ông anh đây cũng cào đầu là lý do là mọi người biết là tại vì thằng cháu thì nó cũng đụng tóc hết rồi, nó cũng bị tâm lý rồi ông anh thấy vậy để rồi cạo đầu nó, là giống như là ảnh cháu nó bị vậy nên không có gì hết, là ổng cũng bị như nó vậy nè, ổng cũng không có vấn đề, ổng vẫn mạnh khỏe bình thường, để giống như cháu nó có cái niềm tin đó mọi người, nên ổng phải cạo đầu giống như vậy luôn để cho cháu nó có cái nghị lực sống mọi người. Mọi người, tại vì hôm nay mình đến đây mình cũng mới phát hiện được là giống như có đứa cháu như vậy đó mọi người. Nói chung là cũng nhậu cũng không có vui vẻ gì. Thì em cũng muốn kêu gọi cộng đồng mạng ủng hộ cháu, nhưng mà em phải là người đến trực tiếp ở dưới đó để em quay đến bệnh viện, em sẽ nhờ bác sĩ như thế nào và em sẽ có những cái to thuốc như thế nào để cứu giúp cho cháu đó thôi cộng đồng mạng. Thôi em cũng mong là mọi người ủng hộ trợ giúp đỡ nha. Dạ. Em xin chân thành cảm ơn mọi người.